Đó, bây giờ ta đem cái chai thuốc này ta đi thử nghiệm nha. Mày là quân giết người. Thuốc của thằng Vô Hoàng Nghiên nó muốn 63 tuổi là tao phải chết. Mà bây giờ thuốc của thằng Duy Nghiện này uống vô mà mới có 61 tuổi tao chết rồi. Thì bây giờ là mày chờ tao chết để mày cướp con hàng của tao phải không? Thì bây giờ Duy Nguyễn cẩn thận, thuốc men cẩn thận, củi lửa cẩn thận, bánh mì bình sữa cẩn thận, những cái cuộc mà nói chuyện cẩn thận nha. Ghi âm lại, mà ghi âm được thì thôi ráng ghi lại để mà phòng thân thủ thân. Còn vụ Duy Nguyễn sao? Ông đang nói Duy Nguyễn kìa. Thưa quý vị, hiện giờ ở trên ở trên mạng xã hội nó đang lan truyền những cái hình mà Duy Nguyễn rót thuốc cho Dũng Lò Vôi và chị hai của chúng ta uống. Thì Nam Quang sẽ cho quý vị coi. Nhưng mà cái này cũng cảnh cáo anh Duy Nguyễn luôn, là anh có đem cái thuốc đó của anh đi ra phân tích chất này nọ chưa, chứ còn vài hôm mà ông cầm lên cái hũ, Hoàng Nghiên thì ông cầm lên cái bịch nha, ông lấy cái bịch này đó là cái bịch này là muốn giết ổng nha. Ông ơi, hai vợ chồng Dũng Lò Vôi đó. Xong rồi sau này cái ông nói là 63 tuổi, tao 63 tuổi, Hoàng Nghiên nó cho tao 63 tuổi tao chết. Mà uống thuốc của mày cho nên mới có 64 tuổi tao chết. Mày với Hoàng Nghiên kết hợp với nhau mà để kiếm cái con cuồng cuộn này, để chiếm đoạt con cuồng cuộn của tao. Nhưng mà nhìn cái hình á, tôi thấy ông Dũng ổng đang, ổng có vẻ ổng nghi ngờ lắm. Ông thấy coi nè, cái hình ổng thấy có vẻ nghi ngờ cái cặp mắt của ổng, thấy không? Ông này đang vui vẻ sung sướng đốt thuốc mà ông này coi cái mắt ổng liếc nè. Thấy dễ sợ không quý vị? Thấy không? Mày thấy không? Nam Quang để từ từ, thấy cái mắt ổng liếc không? Còn chị hai là ngồi bên kia nha quý vị nha. Cha, trời ơi, cha nhìn em Duy Nguyễn, trời, nhìn những cái bắp thịt với hai cái vú của Duy Nguyễn, người ta nói cha rớt nước miếng ở trong mắt kìa. Khe rồi cha chỉ ra. Ok, Duy Nguyễn là... kéo qua cho coi hình chị hai liền. Duy Nguyễn coi chừng đó, coi chị hai nè. Chắc trời ơi, nhìn mà đúng là rớt nước miếng thiệt cơ chứ. Trời ơi. Khe của chị hai. Như vậy thôi, chắc nước miếng chị hai nó rớt, ta nói. Chắc cái vụ này sắp sửa kết thúc rồi. Chị hai chuyển từ Hoàng Yên, chúc mừng Võ Hoàng Yên. Võ Hoàng Yên sắp tai qua nạn khỏi rồi. Chị hai chuyển đối tượng rồi. Vậy thôi, chắc Hoàng Yên sắp tai qua nạn khỏi rồi. Hoàng Yên sắp được không có thân bại danh liệt. Vậy là cộng đồng mạng bắt đầu khỏe rồi. Năm qua với anh Tiến Dũng cũng đỡ mệt rồi. Chứ mấy bữa nay cứ bị cái đám cuồng hằng nô cái đám hằng nô cứ chạy theo nói là Nam Quang với lại Tiến Dũng cứ bú phêm rồi nè. Ok, cho quý vị thấy nha. Đó, uống thuốc rõ ràng, uống thuốc rõ ràng nha quý vị nha. Đừng sau này đừng có nói là tôi quăng vô thùng rác, tôi lén tôi quăng thùng rác rồi xong sau đó tôi bị bùa rồi nè nha quý vị nha. Xong rồi cứ đem cái chai để đi phân tích ha. Thuốc của thằng Vũ Hoàng Nghiên nó muốn 63 tuổi là tao phải chết. Mà bây giờ thuốc của thằng Duy Nguyễn này uống vô mà mới có 61 tuổi tao chết rồi. Thì bây giờ là mày chờ tao chết để mày cướp con hàng của tao phải không? Đó, bây giờ tao đem cái chai thuốc này tao đi thử nghiệm nha. Mày là quân giết người. Đó đây là quý vị nha, có bắt tay bắt chân đồ này đàng hoàng nha quý vị nha. Rồi, ok. Vậy sau này đừng có nói là đem ra phân chất rồi nói là lén quăng vô thùng rác rồi nọ nha, ok. Nhưng mà cũng để ý nha anh Dũng. Có chừng anh uống cái thuốc này xong rồi anh mọc thêm cái sừng thứ hai đó. Và thành tê giác hay sừng. Mà thiệt, thấy không? Ông thấy cái chuyện mà thấy chị hai liếc mắt như vậy, cái chuyện là có thể mọc thêm cái sừng thứ hai được chứ không phải đùa đâu. Không đưa con mắt ra coi liền. Đây nè. Con mắt người ta hai con mắt nên nó muốn nhảy ra ngoài luôn gì. Nó không có nằm ở trong cái hốc mắt nữa. Mà chưa? Hai con mắt nha. Nó muốn nhảy ra ngoài luôn, nó muốn, tại vì nó dán chặt vô trong cặp vú của Duy Nguyễn vậy đó. Trời ơi, quý vị thấy không? Đó, nhìn cái bắp tay cuồn cuộn của Duy Nguyễn hả? Bắp tay của Duy Nguyễn cuồn cuộn không thua gì bắp tay chị Hằng nha. Đó. Rồi nha, anh Dũng, anh coi chừng, cẩn thận coi chừng mọc, uống cái thuốc của Duy Nguyễn vô thì mọc thêm cái sừng thứ hai đó. Xong rồi. Như là cộng đồng bà con đã được cảnh báo hết rồi nha. Sau này anh nói là anh bị bùa ngã là không có đúng nha quý vị nha. Rồi, xong rồi lần này đó là chị Hằng phải rút kinh nghiệm xương máu. Nếu mà nói cái gì là nói thẳng, không có nói qua phone, không khóc qua phone, không thắp nhang qua phone, nó thâu lại. Nó sẽ thâu lại.
lúc đó đó rồi nhạc chế rồi nó tràn lan nữa nha. Không có mà em giao gì, tại ai nhiều tiền hơn em mà tại sao phải khóc mỗi đêm. Không có cuồng ở nơi em không biết làm sao nên nơi nguyện lúc gì em phải đi lắp nhang. Nói coi lại riêng cái vụ mà anh Duy Nguyễn thì thiệt ra bây giờ mình thấy nó là như vậy nè quý vị. Đôi khi mà bất chiến tự nhiên thành. Duy Nguyễn á, thiệt ra cũng thấy thương, cũng có một cái nỗi niềm sau khi cái mất của anh Chí Tài thì Duy Nguyễn có dùng những cái từ mà theo mình thấy đó là nếu mà bỏ qua được thì bỏ qua. Duy Nguyễn chỉ thắc mắc là cái bà vợ của ông Chí Tài, cái bà đó già rồi, biết đem cái xác gì Mỹ làm gì mà không để ở Việt Nam. Cái bà đó cũng già rồi, mấy cái xác đâu có cần gì nữa đâu, nước ngoài mà nó đâu có quan trọng mấy cái xác, mẹ mà không biết đem cái xác đi làm chi đó, chứ vậy thôi đó. Mà anh bị người ta nói đừng đụng tới nghệ sĩ nha, xong rồi nhào tới ảnh nha, rồi xong rồi nhào tới rồi đưa anh cuốn cuốn sách gì dạy học làm người, xong rồi bắt anh phải khoanh tay xin lỗi. Em xin lỗi chị bé heo, trời ơi, đưa hai cái vú với hai cái bắp tay cuồn cuộn. Em xin lỗi chị bé heo. Dễ thương quý vị, rất là dễ thương. Okay. Nhưng mà trong lòng người ta ấm ức chứ. Người ta bị gọi là bị bề hội đồng, bị quốc hội đồng. Đó thì Duy Nguyễn phải nhớ một điều, ngày xưa Duy Nguyễn nói là vợ Chí Tài là cái bà nó già rồi thôi đó. Mà Duy bị như vậy thì bây giờ quen biết với chị Hằng rồi, không bao giờ được đụng tới nhan sắc chị Hằng. Không bao giờ được nói là vợ cho Dũng nó già rồi, sao cho Dũng nó chết rồi mà không chịu đem thiêu đi, còn đem về Đại Nam làm gì này nọ kia. Là no, là không được nha Duy Nguyễn. Đó. Chị Hằng nó cho chị 7 điểm mà chị còn dập người ta lên bờ xuống ruộng, huống chi mà nói chị già là chết nha. Đó. Thì trở lại, cái nỗi uất hận của Duy Nguyễn vẫn còn. Duy Nguyễn chỉ, đương nhiên là chắc Duy Nguyễn không thể nghĩ là sẽ có ngày sẽ có người giết nó thay ta. Duy Nguyễn đâu có bao giờ nghĩ là sẽ có ngày cái đám nghệ sĩ này sẽ có người trừng trị nó thay ta. Đúng không quý vị? Đùng một cái, nhờ đâu mà đổ, ở đâu mà đổ, đâu mà đột ngột như tôi không đổ, sorry em nói đột ngột nhưng cái này thì chứ đâu, ở đâu mình đột ngột. Đột ngột xuất hiện ra mà một nữ siêu nhân ngồi giữa bàn chẽn chệ đó, Duy Nguyễn á cưng. Tụi bay hồi đó là tới nhà Duy Nguyễn là chửi Duy Nguyễn hả? Duy Nguyễn chị đang hồi xuân nè, bà có nói nha, cái này Dũng có nói, chị đang hồi xuân nè, em đem thuốc đó tới cho chị đi để cho anh Dũng uống, chứ bây giờ là chị đang hồi xuân nè Duy hết cưng. Các phượng gì đó hồi đó thì mày là mày chửi nó rồi mày tự động rồi mày nhào tới nó rồi mày ở Duy Nguyễn hả em này nọ ha. Hay ông cho tôi cắt ngang cái, tại tôi cái này là tôi nhớ ông nói vậy làm tôi nhớ tới cái chuyện tôi nhớ tới cái chuyện của ông, cái chuyện cười của ông làm tôi mắc cười quá. Là Duy Nguyễn ơi, đừng có bao giờ cho chị Hằng thử nước tiểu cái chưa. Đừng có bao giờ nhờ chị Hằng. Nhờ chị Hằng thử nước tiểu nha. Ok, có thử máu thì thử, ok, đừng bao giờ cho chị Hằng thử nước tiểu hết á. Rồi trở lại do tôi xin lỗi nhưng mà tôi mắc cười quá. Cái này gọi là đâm xuồng lũng mà cũng như là lũng mà lũng một lỗ tàn quạt luôn chứ không phải là lũng thường. Trời đất ơi, nhiều người ta không có nghe những cái clip trước ta sẽ không hiểu là ông đang nói về cái vụ gì. Đúng không? Rồi. Ông có biết cái là Hồng Vân chỉ cần nói câu mà những người giàu này là giàu chắc giàu gì cái gì đó, không có giàu do gian lận gì để giàu ấy, tức là cái gì Hồng Vân chỉ biết về chữ mà bây giờ bị xu rồi đó, huống chi mà ông nói cái vụ thủ nước tiểu này đó là bà xu đó. Xu là dày đó phải không? Xu là dày. Được. Thôi trở lại với anh. Đó, okay. Thì bây giờ đó Duy Nguyễn á, mặc dù không nói ra nhưng mà tôi thấy có vẻ hân hoan hồ hởi phấn khởi, giống như là cái ngày mà bay đi trong mùa nắng sao vàng rợp cái tung bay. Cái hồ hởi phấn khởi như vậy đó. Bởi là bởi vì đã có người xử nó thay ta, đúng không? Cái mối uất hận ngàn năm này thì làm sao mà tự nhiên bất chiến tự nhiên thành. Hay quá ha. Đúng không? Quý vị nghĩ coi,
Duy Nguyễn có đời nào dám lên nó ngồi mà chửi là cái con đó mày tới mày thế này nọ, là đã vậy rồi còn được bán được hàng à. Mà ngu sao bán, thí dụ như là cái món thuốc gì đó mà à, chị đang hồi xuân với Duy Nguyễn, em đem tới cho chị đi, còn không là ship qua đây, còn không là cho cái tài khoản này chị chuyển khoản vô cho em. À, chị mua cái thuốc đó, chị đang tuổi hồi xuân nè, vậy đem về cho anh Dũng uống. Có đời thở nào mà tự nhiên Duy Nguyễn bán được hàng không quý vị? Mà ngu lắm để bán, thiệt. Phải tặng, hoặc là chị cho nhiêu thì cho. Trời biết đâu, trên đầu mà lủng lỗ gì hột xoàn đó, nghe không? Mà ăn hộp thuốc đó chừng 300 ngàn. Thấy bà này giàu gấp đôi lên 600 ngàn vẫn lỗ. Mà nói à chị cho nhiêu cho. Không em tặng chị, trời ơi chị ơi em tặng chị. Vì chị đã giết nó thay em. Giết đúng cái không? Đám tụi nó thay em. Dạ xử tụi nó thay em. Tặng đi Nguyễn ơi, rồi em sẽ được đền bù xứng đáng nha. Rồi xong rồi là xuất hiện. Thiệt ra đó là Dũng và Nam Quang rất thông cảm cho Duy Nguyễn. Một cái niềm vui to lớn mà do chị Hàng ban tặng, mà chỉ rửa nhục thay mình. Đúng không? Đúng không quý vị? Đó, nhưng mà kèm theo chia sẻ niềm vui của Duy Nguyễn thì sao ạ? Khuyên Duy Nguyễn nên cẩn trọng về những cái món quà, về những cái món thuốc. Khi mà đem thuốc tới giao cho chị Hằng phải kèm theo công thức và kèm theo cái giấy của chứng nhận của Bộ Thực phẩm Nông y Sản rồi, gì đó. Đúng vậy. Đây, thuốc này không phải thuốc đông y, không phải thuốc uống vô là 63 tuổi chết nghe. Mà là thuốc thì uống vô xong rồi anh có chết liền thì nó cũng tệ gì chị Hằng làm anh chết trong sung sướng. Chứ không phải do thuốc. Là thượng mã phong hả? Không phải thuốc thôi. Tức là không biết, mà đại khái là thuốc này không phải chết do thuốc, mà là chết vì do tác hại của đương sự. Tức là của những cái tác nhân bên ngoài nó làm cho chết. Đó, tức là tài sản này là của họ Huỳnh, không thể nào mà qua họ Võ, cũng không thể nào mà qua họ Nguyễn được nha. Con Duy Nguyễn, con khờ lắm, con ngu lắm. Xong rồi đó, rồi Duy Nguyễn ơi, bên nhà con có cha mẹ anh chị em dòng họ nào thích kim cương không? Đưa cái danh sách cho cô Hằng đi. Rồi á, rồi nhân viên của con ở trong cái phòng tập gym mỗi đứa một cái sổ đỏ cho Duy Nguyễn. Má con cũng được cái hộ sàng nghe Duy Nguyễn. Nhưng mà nói mấy cái đứa đó đó, được cái sổ đỏ, được cái nền đất cất nhà liền đi. Chứ con mà làm cô Hằng buồn á, là cô Hằng đòi cái nền đất đó. Có cái nền đất cất nhà liền. Còn mà cho mấy cái đồ đạc, mấy cái mà tủ vừa mà ghế đừng có xài, xài nó cũ, mê mốt rồi nó đòi không có trả. Trả cũ rồi trả làm cái gì. Đúng quý vị, đúng không? Đó chính là một cái mình... Số 1 quý vị, cho số 1, đúng, cho số 1, cho số 1 liền. Mình phải nhìn cái tính cách của cái người cho quà để mình biết, để mình thủ thân, mình phòng thân cho cái số phận của mình sắp tới. Đúng không? Coi như là thí dụ như là Thình với Giang, cái gì sinh nghề tử nghiệp đó, chết vì những Giang, Thình chết vì đất đai gì đó, Giang chết vì nhà cửa giang hồ gì đó. Còn cái gì Võ Hoàng Nghi chết vì cái mệt đông y với lại cái nghề chữa bệnh. Còn Duy Nguyễn tập tạ đó, mà có chừng vô tù vì mấy cục tạ. không chết vì mấy cục tạ bự mà chết vì mấy cái hột nhỏ nhỏ đó. Sau này không còn là Võ Hoàng Yên ơi, mày bây giờ mày đã bị thân bại danh liệt rồi, Võ Hoàng Yên ơi, mày cho mày cái bô này rồi, đội lên đầu nghe Võ Hoàng Yên à. Thì bây giờ Duy Nguyễn phải cẩn thận, phải có một ngày nào đó Duy Nguyễn ơi, bây giờ mày đã thân bại danh liệt rồi Duy Nguyễn. Ví dụ vậy, đại khái như cái điều tương tự vậy. Duy Nguyễn cẩn thận nha em. Không à, phải nói thật là Duy Nguyễn á, à, phải nghe cái video clip này của hai anh, à, anh Nguyễn Tiến Dũng và anh Nam Quang, mà phải khắc cốt ghi tâm nha. Những cái lời này là những cái lời mà tụi anh có những cái kinh nghiệm để đời mấy chục năm rồi đó. Những cái điều anh nói là xảy ra hết hổng rày, mình anh
anh với là anh Nam Quang đã nói về cái tính cách và cái đường đi và những chuyện mà đã xảy ra đối với cái vụ án thần y này đã xảy ra rồi đó. Ừ. Từ lúc mà chưa có lộ ra cái ghi âm cuồn cuộn với thắp nhang với lại bờ vai nương tựa rồi đó, là anh và Nam Quang đã đoán trước được cái này là mối hận tình. Chỉ cần nhìn vào những cái mà status của chị nó là em đẹp mà. Những cái đứa mà đẹp là rất từ dòng gửi xe rồi, rồi em đẹp nọ, rồi có những cái câu mà mình biết đoán được thì y chang. Và gần đây nhất á, là Dũng và Nam Quang đã đoán được là kêu gọi anh em nghệ sĩ im thì thôi, mà đã nói là nói đồng loạt, nói bằng chữ ký, nói bằng pháp lý, đừng có lên bắn tẻ rồi đến chừng mang họa. Y chang Hồng Dân, Gia Bảo nói vài câu thôi là bỏ lôi ra dòng họ đời tư tình ái gì, bỏ lôi ra, bỏ bịa ra, bỏ chửi hàng loạt đó. Nhìn lại nha quý vị, nhìn lại nha. Cái con mắt mà liếc một phát mà đắm đuối như vậy thì thôi rồi Duy Nguyễn ơi, chắc em không có last long đâu. Em nghĩ sao vậy, bao nhiêu anh tài đã gục ngã rồi mà em nghĩ là em là ai mà cho nên ơi. Là phải khắc cốt ghi tâm những lời anh Nam Quang với anh Nguyễn Tiến Dũng dạy đi. Từ bữa giờ tụi anh nói không có gì sai hết, ok. Thì phải cảm ơn anh với là anh Tiến Dũng thêm cái này nữa nè, là sau cái show này của tụi anh á là em sẽ có rất là nhiều view nữa đó, thành ra nhớ về thắp nhang nha, ok. Cảm ơn hai tụi anh. Rồi đó, thuốc mà Duy Nguyễn cho anh Dũng tê giác uống đó, anh uống một chai Duy phải uống hai chai nha. Anh uống một chai Duy uống hai chai, cứ như vậy mà hai anh em uống đều giùm. Ông Nguyên đã có thuốc riêng của ổng. Còn thuốc này đó, cứ anh Quỳnh Quỳ Dũng ngồi một chai, á thì em một chai, buồn hai anh em ngồi nhậu chung cùng cái gì, cùng bia cùng thuốc. Cùng cái thuốc đó rồi đó. Thì bây giờ qua cái chuyện mà của Duy Nguyễn thì các anh em nghệ sĩ đôi khi mình cũng phải có những cái lời nhắn, nếu mà sau này mà có những cái chuyện gì mà ngoài ý muốn đó, khi mà mình cư xử ở ngoài public, ở ngoài xã hội, bây giờ mạng xã hội nó lan tràn đó, thì có những cái động thái giống như là viết những cái câu mà đừng đụng tới nghệ sĩ, là tao sẽ thế này, sẽ bị cái kia này đó, rồi ào tới nhà ta để xử, hoặc dẫn công an tới nhà ta hay gì đó. Thì mình phải cẩn thận, bởi vì mình không, trên đường đời nó không có ai người lường trước được chuyện gì xảy ra. Mình đâu có lường trước được là có một ngày cái bà này đó nha, Duy Nguyễn thì nó lại hiền, mà cái bà này bà không sợ trời không sợ đất, bà quật cho mình lại cho một phát, bà ra rã mỗi ngày, bà lôi từ đứa ra chửi, mình im á thì bà vẫn chửi. Mà mình làm sao mà mình nghệ sĩ mình chửi lại bả? Mình đâu có thể nào mình dẫn công an tới Đại Nam tìm bả được. Mình đâu có thể nào mình kéo từng đoàn người tới nhà, tới Đại Nam để mà đưa bả cuốn sách dạy bả học làm người, giống như là đối với Duy Nguyễn được. Ha? Cho nên sometime thì ok, đời nhiều khi Duy Nguyễn mà đóng cửa gym lại rồi tắt livestream lại, xong khoanh tay ngồi rung đùi ngồi cười. Tao cái sách học làm người ha, cho tao sách làm người ha, rồi bây giờ mấy anh chị vô trong Đại Nam đi, đưa cho bà Hằng cuốn đi nha. Đúng không quý vị? Cái này gọi là có dây có trả, hay là cái gì, cái điều gì đó tương tự như vậy, cái ta nhìn vô cái nó kỳ. Đó chỉ có vậy thôi, chứ bây giờ Duy Nguyễn vui lắm rồi, mà được tình ha, được rửa hận ha, xong rồi được giao du với lại, tại vì gặp anh, gặp bà nó gặp bà khó lắm mà. Cỡ Nam Quang với là Nguyễn Tiến Dũng là mấy thằng lạc loài này về là bà sáng guốc đầu, từ đầu sáng xuống mà dép mà đập tới tấp, mà má nhận không ra, hai gò má đỏ bừng mà như là một con trai mới lớn mà mới nghe chuyện bậy bạ vậy đó. Bà tán dép mà tôi thấy cái mặt đỏ tươi vậy đó. Rồi xong rồi các bà đập ra bà quánh đó, trong khi mà Duy Nguyễn mà bà mời về tới tận nhà, Duy Nguyễn hay tận hưởng như cái cảm giác mà hạnh phúc đó nha em, cảm giác thần tiên đó nha em. Không, mà thật sự là như vậy, anh Nguyễn Tiến Dũng là hay có cái gọi là cái khả năng mà nói một cái chuyện nó thành ra nó có cái tính hài hước, đang một cái chuyện buồn cái thành chuyện cười, đúng không? Thì cái tính hài hước đó nó làm dễ dàng cho cái thông điệp nó được truyền tải nhiều, quý vị. Lúc mà mình vui mình dễ chấp nhận những cái thông điệp lắm. Nhưng mà những cái thông điệp mà anh Nguyễn Tiến Dũng nói nó không có phải là
nó chỉ mang tính chất cười không mà nó rất là có ý nghĩa ở phía sau. Duy Nguyễn, em phải cẩn thận trong những chuyện mà tiếp xúc với lại anh Dũng Lò Vôi, với lại chị Nguyễn Phương Hằng, là tại vì tất cả những cái chứng cứ đó nó sẽ go back để nó chống lại em sau này nếu như mà em không thủ thân. Để thủ. Tại vì rõ ràng từ trước đến giờ ông Võ Hoàng Yên nhờ ông ghi âm đó, nhờ ông thủ thân, ông thủ thân ông ghi âm mà ông mới thắng một cái bàn thì bởi vì ông mới thắng chứ còn không là ông chết rồi. Những người nghe đây mới ngộ ra được cái lý do, mới ngộ được cái câu chuyện. Chứ nếu mà không có cái băng ghi âm, cái đoạn ghi âm đó đó, trời ơi, là 97 triệu dân này đó là coi như là mà cầm giáo bát, cầm tầm vong vạt nhọn mà đào hố mà gắm trong xung quanh nhà của ông Võ Hoàng Yên, yeah, mà tìm ông Võ Hoàng Yên để đập chết đó chứ phải không? Yeah. Nhưng mà hai cái video, hai cái voice recorder nó cứu ổng, bất chấp chửi ổng là sao, đàn ông tồi bại, đàn ông khốn nạn, ổng phải cứu cái thân ổng trước. Thì bây giờ Duy Nguyễn cẩn thận, thuốc men cẩn thận, củi lửa cẩn thận, bánh mì bình sữa cẩn thận, những cái cuộc mà nói chuyện cẩn thận nha, ghi âm lại, mà ghi âm được thì thôi ráng ghi lại để mà phòng thân thủ thân. Cái này là không phải suối, là cổ suý cho cái việc ghi âm này ghi âm nọ, nhưng mà đối với những cái người mà nguy hiểm giống như là cái chị cuồn cuộn này thì cái mạng sống cha sanh mẹ đẻ của mình ra cho mình ra vóc dáng hình hài quan trọng. Duy Nguyễn ơi, đừng có để một ngày nào đó cái tên của Duy Nguyễn ra rã ở trên trường đua đệ nam. Ông cứ trường nói đua đệ nam. Tôi cảm ơn Luna Nguyễn thôi chứ không nói chuyện. Okay. Mai mốt tôi sẽ cảm ơn nhỏ nhỏ. Đúng không? Đúng không quý vị? Cái thân xác này do cha sanh mẹ đẻ và đã tạo nên hình hài này, trời cho cái thân xác, cái trí óc này và cơ thể này do mình bao nhiêu năm trời luyện tập để có những cái muscle cuồn cuộn thì không thể nào mà bị chết bởi một cái bà cuồn cuộn được. Đúng không? Yeah. Bất kể trong hoàn cảnh nào, chị Hằng khuyên chúng ta đi với Phật, đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với chị Hằng là phải thủ máy ghi âm. Yeah. Không thể nào mà mình sơ sẩy được. Cẩn thận, coi như là cẩn tắc vô ấy nấy, ông bà ta nói cấm có sai đó rồi. Cẩn thận chưa? Nha, người xưa người ta nói là cẩn thận củi lửa, nhưng mà giờ phải gọi là cẩn thận bánh mì đó. Chị hai thích ăn bánh mì hao lắm à. Nha, mà qua cái chuyện vừa rồi đó thì anh Dũng Lò Vôi phải cảm ơn ông Võ Hoàng Yên. Anh cứ nhìn lại cái đi, anh cứ liên kết nhiều câu chuyện lại đi, rồi anh mới thấy Võ Hoàng Yên. Tôi đây không dám nói ông Võ Hoàng Yên là một bác sĩ hay là một đông y lương y gì tốt, tôi dám nói, tại vì tôi chẳng chữa ổng mà tôi cũng chẳng có chuyên môn trong ngành này, tôi không nói. Nhưng mà ổng là một đứa em tốt. Ổng không sơ muối đến chị kết nghĩa của ổng. Đúng rồi. Không ra da chạm, không có bị cái bà này bả vật xuống mà bả trên 50 hay bả nhảy lên giường bả chơi cút bắt thì nọ, là không. Qua cái ghi âm đó thì anh đừng chửi ông Võ Hoàng Yên, anh đừng tấn công Võ Hoàng Yên nữa, mà anh phải thấy ở đó là một người huynh đệ, hảo huynh đệ, một người tốt. Đúng rồi. Chứ giả sử như là không có cái cuộc ghi âm đó, và giả sử như là không phải là ông Yên mà là một người khác, mà nó nhào lên, mà hai đứa này mà nó tòi tí te, mà nó sáp lá cà miết vậy, anh có biết không? Đâu có biết đâu, đúng không? Còn sự việc rõ ràng ra vậy, trong lòng anh phải biết ơn ông Võ Hoàng Yên. Đúng rồi, bây giờ không khều quẹt, bây giờ phải cắt ra, thay vì hai ha đất mà đem đấu giá 600 tỷ đó, phải cắt ra 50 ha đất đưa cho ông Võ Hoàng Yên xây chùa đi. Phải cảm ơn Võ Hoàng Yên chứ. Cảm ơn Võ Hoàng Yên. Bắt tay mặt mừng Hoàng Yên ơi. Hoàng Yên ơi, bây giờ trở lại là em của anh được rồi, không phải là cháu với chú nữa rồi. Anh rất là thương em, anh cảm ơn em là đã không sơ muối chị hai. Em vẫn cứ giữ y cái bánh mì với lại cái bình sữa của em, như vậy là tốt lắm rồi. Anh em mình trở lại là anh em là vẫn là cha nuôi của Hằng Hữu nhà em, đúng không? Hay là như vậy vậy chứ. Đúng rồi,
cái người ân nhân của mình ở ngay đó mà mình không thấy, mà mình biến ân nhân thành kẻ thù là sao? Không, thật sự ông nói ra như vậy tôi mới thấy rõ cái vấn đề là nếu như mà lúc đó mà ổng bắt tay với lại chị Hằng, ổng cho vài gói thuốc mà không có phân chất đó là đúng thiệt, không phải là 63 tuổi mà là 61, 62 là đi rồi, đúng không? Biết đâu cái thuốc đó là quá đẹp, và thì thôi riêng gì mình không có rành về những cái hợp hoạt chất gì trong thuốc nữa. Nhưng mà những cái mà tình nghĩa mà của một người em nuôi đối với anh vậy, đừng chửi người ta nữa, đừng tấn công người ta nữa. Đúng rồi, sau cái show này anh đề nghị anh Dũng Lò Vôi anh nghe lại đi, rồi anh sẽ thấy những điều rất là chân tình. Chị Hai, ủa tôi đâu làm gì chị Hai đâu, chị Hai đỡ thừa tôi. Ủa tôi muốn đi tu mà chị Hai. Anh nghe lại đi rồi mới thấy đứt ruột. Vì cái thằng em này, đúng không, bao nhiêu năm trời nó giấu kín, nó đâu có đưa cho anh nghe cái điều đó, nó đâu có mét với anh là anh chị Hai cô em á, chị Hai khóc lóc với em, nó đâu có mét với anh, nó chôn chặt cái đáy lòng nó. Mà bây giờ chị Hai đã đẩy nó vô bước đường cùng rồi, bên đơn bệ danh liệt rồi, nếu mà nó không bung ra là người ta giết nó chết. Bung lụa hả, bung bánh mì, bung bung ghi âm ra. Bung lụa để chị Hai bung đi, nếu mà không có bung cái ghi âm đó ra là thôi, nhưng cái gì là thanh danh nó là tàn bại luôn rồi. Thì nó bung ra, nó buộc lòng phải bung ra, thì anh đã thấy được vấn đề rồi. Nó bắt tay nó đi rồi xong rồi tha thứ. Ủa nó có làm gì đâu tha thứ, nó đâu có sơ muối gì rồi. Cảm ơn đó, phải cảm ơn rồi xong rồi phải đem bánh trái rồi này nọ tới kết nghĩa anh em lại đi chứ. Còn tại hôm bữa là nó là chú cháu rồi, giờ phải kết nghĩa anh em lại. Em muốn xây bao nhiêu cái chùa thì anh cho xây. Em muốn xây bao nhiêu cái giường thuốc thì anh làm cho anh xây dựng giường thuốc cho em. Đệ tử của em mỗi đứa bây giờ anh trả lại hết sổ đỏ, mà anh còn cất cái nhà cho nó nữa. Đúng không? Đúng quý vị. Và phải hứa không bao giờ đòi. Đúng không? Phải làm giấy cam kết không đòi. Nhưng mà thêm một cái chi tiết nữa là anh Dũng, khi mà anh quay trở lại, anh xin lỗi thầy Lương Y Võ Hoàng Yên á, thì cái cũng phải có một cái điều kiện nha, là phải bắt Lương Y Võ Hoàng Yên phải cạo cái bộ râu khiêu gợi của Lương Y Võ Hoàng Yên đi. Chứ còn mà vẫn để cái bộ râu đó là chị Hai lại không có kìm lòng được đó. No. Chẳng những bắt cha kia đó là phải cạo râu đi nha, mà còn phải bắt thằng Duy Nguyễn phải cam kết không được để râu. Đúng không? Đúng không vậy? Anh Hai, anh Dũng Lò Vôi, viết một cái bản cam kết bắt thằng em Duy Nguyễn là tuyệt đối không bao giờ được để râu. Đó, nếu mà muốn giữ được hạnh phúc gia đình, Duy Nguyễn không được để râu. Duy Nguyễn không có được để râu nha con. Muốn để cái gì để, lòng lá gì thì để, nhưng mà cái hàm râu là phải cạo mỗi ngày. Nếu mà muốn qua bên Đại Nam chơi với lại cô chú. Sau này mà thấy lâu râu nó mà lúng phúng rồi. Bây giờ mà trước khi mà vô Đại Nam á, là thay vì là bắn tóc đỏ với bắn nhiệt độ phải không? Là phải cầm con dao cạo râu ra. Duy Nguyễn bước vô cạo râu. Cạo rồi sạch sẽ chưa, chờ vô. Đó, nó phải như vậy. Ok, giờ mình có cái đề nghị này nè. Hôm bữa anh Mai Vũng Tàu, anh Jimmy với lại anh Quốc Võ gửi hoa về tặng cho chị Hằng, thì bữa nay mấy anh phải làm một cái cử chỉ đẹp là gửi dao cạo râu về cho anh Dũng. Gửi mấy hộp dao cạo râu. Gửi mấy hộp dao cạo râu về cho anh Dũng. Rồi, cứ mỗi lần mà Duy Nguyễn qua chơi phát cho hộp dao cạo râu. Mỗi lần nó qua chơi phát cho hộp dao cạo râu. Đó. Đúng không? Rồi, đây. Còn một chiêu này nữa nè. Đó nè, sao nhiều chiêu quá vậy? Chiêu, không, chiêu này chiêu chị Hằng. Chiêu này là một cái chiêu cho xe đòi xe, cho chuông đòi chuông, cho cái gì đòi cái đó. Nhưng khi mà cho đó thì không có chịu làm giấy sang tên. Mà khi mà đòi đó thì người ta nói là trả khơi khơi cũng không được, mà trả mà phải gọi là người ta là giấy trả xe cũng không chịu, mà chị Hai bắt là phải làm giấy tặng xe, coi như là tặng xe lại quý vị. Nên là chịu nổi không? Ở bên Phạm Ngà. Đây, giấy tặng xe. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy tặng xe. Tôi tên là Thích Bủ Chánh, sinh năm 1961. Ngụ tại Thiền viện Phước Sơn 368 Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
là chủ chiếc xe ô tô 4 chỗ biển số đăng ký 60A382 bla bla bla, số máy bla 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 bla, số khung bla 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 bla, tức là có số nhưng mà Dũng không có nêu đọc ra tại vì nó là thường những cái thông tin này cá nhân. Số loại Camry, nhãn hiệu Toyota, nay tôi làm giấy này tặng lại chiếc xe này cho, tặng không có chữ lại nha, tặng chiếc xe này cho cô Nguyễn Phương Hằng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương. Tôi làm giấy này để làm bằng chứng ngày 12 tháng 7 2017. Người tặng Thiền viện Phước Sơn, người nhận công ty cổ phần Đại Nam, tức là cái màn mà cho qua đòi lại tặng nha tổng quan là từ lâu rồi chứ không phải mới đây thưa quý vị. Đây thì quý vị thấy rồi đó, cho nên chúng ta thì không cần gì đề phòng, tại vì mình có bao giờ nhận quà của bà đâu đề phòng. Nhưng mà những cái người mà giống như Duy Nguyễn hay Nhân Viên hay là ai mà bà cho quà đó thì cẩn thận nha.